hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lực lượng vũ trang khu 5 tuần này. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Các hoạt động kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của lực lượng vũ trang quân khu 5. Hướng đến đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu 5 lần thứ 15, mời quý vị và các bạn theo dõi gương một cán bộ tâm huyết sáng tạo trong công việc tại xưởng 387 Cục Kỹ thuật quân khu 5. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sẵn sàng bốn tại chỗ khi bão lũ đến. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 2 tháng 9, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thủ trưởng các cơ quan quân khu đã đến Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5 dâng hương báo công với Bác. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đời đời tưởng nhớ công lao to lớn của người đã sáng lập, chăm lo xây dựng Đảng ta, quân đội ta từng bước trưởng thành và phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đặc biệt trong giai đoạn cách mạng mới, cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, lực lượng vũ trang Quân khu 5 thấm sâu lời dạy của Người, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đến đặt vòng hoa dâng hương tại bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, văn nghệ sĩ khu 5, nghĩa trang quân khu, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị đã tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã khuất, qua đó nguyện phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tiếp bước các thế hệ đi trước hoàn thành tốt trọng trách được giao. Thưa quý vị và các bạn, trước đó, đoàn cán bộ cấp cao của Quân khu 5 do Trung tướng Lê Chim, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, đã về nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đào Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng nhớ đến vị đại tướng của toàn dân, người anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 nguyện học tập, noi gương đại tướng, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời, vùng biển và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Cũng trong thời gian này, đoàn đã đến đặt vòng hoa, viếng hương các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, thể hiện lòng thương nhớ, niềm biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước. Đặt vòng hoa viếng hương và tham quan bảo tàng các liệt sĩ thành cổ Quảng Trị, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 càng hiểu hơn sự hy sinh cao quý của biết bao chiến sĩ giải phóng quân và nhân dân Quảng Trị anh hùng. Cũng trong 81 ngày đêm khói lửa bom đạn, hàng ngàn chiến sĩ đã hy sinh tại đây, chưa tìm được hài cốt. Chính vì vậy mà ngày nay, tại trung tâm di tích đã xây đài tưởng niệm, hình thành ngôi mộ chung cho hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống trong những ngày đêm khốc liệt ấy. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thêm các công trình chào mừng đã được hoàn thành, các ngôi nhà tình nghĩa đã được trao tặng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Sau gần 2 năm thi công, Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Đoàn An Điều dưỡng 27 Đà Nẵng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ cho sĩ quan trong và ngoài nước. Với nhà nghỉ dưỡng 7 tầng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, trang thiết bị hiện đại, bảo đảm chất lượng kỹ mỹ thuật và tiến độ đề ra, tổng mức đầu tư của công trình trên 63 tỷ đồng từ nguồn vốn của nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5. Tại Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Võ Thị Hạnh ở xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, là vợ liệt sĩ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà có diện tích sử dụng gần 60m2, với tổng trị giá hơn 110 triệu đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ 70 triệu đồng. Sau hơn 2 tháng triển khai xây dựng, ngôi nhà khang trang đã được hoàn thành trong niềm vui mừng, phấn khởi của cơ quan, cấp ủy chính quyền địa phương và gia đình bà Võ Thị Hạnh. Tại phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Quân khu 5 đã bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Nguyễn Thiện. Cựu chiến binh Nguyễn Thiện từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Hiện nay, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Một mình ông phải nuôi vợ tàn tật và ba người con ăn học. Ngôi nhà với tổng diện tích 60m², kinh phí xây dựng 110 triệu đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ 70 triệu đồng. Cũng tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Quân khu 5 đã trao ngôi nhà tình nghĩa cho bà Đặng Thị Ba, là cựu du kích xã Đại Hiệp, có nhiều công lao đóng góp cho cách mạng trong công cuộc giải phóng quê hương. Đoàn sĩ quan trẻ 4 tỉnh Nam Lào và sư đoàn 5 của Quân đội Nhân dân Cách mạng Lào đã sang thăm và giao lưu với sĩ quan trẻ lực lượng vũ trang của tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Quảng Ngãi và lữ đoàn công binh 270 quân khu 5. Trong chuỗi hoạt động giao lưu tham quan doanh trại và trao đổi kinh nghiệm, hai bên đã thông báo trao đổi cho nhau tình hình đội ngũ sĩ quan trẻ hiện nay và khẳng định đây là sự tiếp nối truyền thống hữu nghị tốt đẹp của nhân dân hai nước nói chung và tuổi trẻ hai quân đội nói riêng, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cai Sòn Phôn Vi Hẳn dày công vun đắp. Trong chuyến giao lưu này, đoàn sĩ quan trẻ 4 tỉnh Nam Lào và sư đoàn 5 quân đội nhân dân cách mạng Lào có các hoạt động như tham quan công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, giao lưu văn hóa văn nghệ, tham quan khu kỹ thuật và xem trình diễn công tác cứu hộ cứu nạn tại lữ đoàn công binh 270 quân khu 5. Ban Liên lạc Sư đoàn 305 tại Đà Nẵng vừa tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Sư đoàn. Tại buổi lễ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã ôn lại những năm tháng chiến đấu hào hùng của Sư đoàn trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Sư đoàn đã chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm tiêu hao sinh lực địch, giành nhiều chiến công vang dội. Về với đời thường, các cựu chiến binh sư đoàn 305 vẫn phát huy phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, tham gia tích cực các hoạt động ở địa phương và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tiếp tục xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp và bảo vệ vững chắc độc lập tự do của Tổ quốc trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, ở xưởng 387 Cục Kỹ thuật Quân khu 5, Trung tá chuyên nghiệp Nguyễn Trung Cang là một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tận tụy trong công việc. Ở cương vị nào, anh cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm nhiệm. Bên cạnh đó, anh còn là chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền và năm 2014 là chiến sĩ thi đua toàn quân, được thăng quân hàm trước niên hạn, được bổ nhiệm là phó giám đốc xưởng 387. Anh là điển hình được báo cáo tại Đại hội thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu 5 lần thứ 15. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về người cán bộ năng động và giàu nhiệt huyết này. Công việc của những người thợ xưởng 387 được ví như những bác sĩ chuyên chữa bệnh cho các loại ô tô. Chính vì vậy, với bề dày kinh nghiệm cả trong chuyên môn lẫn quán xuyến điều tiết công việc, Phó Giám đốc Nguyễn Trung Cang đã chủ động đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn, duy trì nghiêm nề nếp đơn vị và tăng hiệu quả trong công việc. Các vật tư trong nhà kho này được anh trực tiếp chỉ đạo sắp xếp một cách ngăn nắp, gọn gàng, khoa học, theo sơ đồ, từng chủng loại, thuận lợi cho việc bảo quản, hạn chế vật tư hư hỏng, xuống cấp. Triển khai đến đâu, kiểm tra chấn chỉnh, hoàn thiện, nhất điểm đến đó. Phương châm này, theo xuất anh, trong công tác quản lý, chỉ huy, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thì đảng ủy, chỉ huy của xưởng đánh giá đồng chí Cang là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình, và đặc biệt là cũng có nhiều cái tham mưu và trực tiếp triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ trong các cái cương vị về công tác tham mưu cũng như về công tác kỹ thuật chỉ đạo khi triển khai nhiệm vụ thì đạt cái hiệu quả trên giao. Không ngừng đam mê tìm tòi sáng tạo, học từ thực tiễn, từ đồng đội đã giúp anh đoạt giải nhất nội dung thi trưởng ban kế hoạch tại hội thi cán bộ kỹ thuật giỏi, nhà kho quân khí tốt và phòng cháy chữa cháy cơ sở kỹ thuật trong lực lượng vũ trang quân khu năm 2013 và được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen. Chính lòng yêu nghề, sự thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn với đồng đội đã giúp cho anh luôn vững vàng trên các cương vị đảm nhiệm. Qua một thời gian trải nghiệm công tác tại xưởng 387, một cái điều tâm huyết và trăn trở nhất của bản thân tôi chính là tôi yêu ngành, mấy nghề, thực sự xem đơn vị như là một nhà của mình, làm việc coi như là không bao giờ là quản ngại khó khăn. Nhận thấy những vất vả của tổ sửa chữa động cơ khi mỗi lần bảo dưỡng hoặc sửa chữa lớn động cơ phải ra su bắp, chủ yếu làm bằng tay hoặc sử dụng bằng máy ra su bắp bằng hơi, năng suất hạn chế. Anh đã đề xuất ý tưởng cùng Thượng úy Võ Kim Hòa, trạm trưởng trạm sửa chữa xe du lịch, nghiên cứu,
lập đề tài sáng kiến thiết kế chế tạo thiết bị mài rà su bắp. Sáng kiến này khi áp dụng rút ngắn thời gian rà nắp máy từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ xuống còn 1 tiếng mà vẫn bảo đảm chất lượng các yếu tố kỹ thuật, được Hội đồng nghiệm thu sáng kiến cải tiến kỹ thuật quân khu cấp giấy công nhận loại A. Và cái máy rất là hiệu quả. Trước đây mà một người thợ làm cái này mất 6-8 tiếng mà nó phải luôn luôn tay luôn chân. Thì bây giờ khi cái máy này rồi thì người thợ chỉ cần mất 1 tiếng đồng hồ và không cần phải tập trung vào đây được, có thể làm việc khác vẫn được. Cho nên cái sáng kiến rất là hiệu quả và cái chất lượng mà khi nó ra cái sản phẩm thì nó rất là đạt so với trước đây làm thủ công trước đây. Bản thân tôi là một người kỹ sư thì tôi thấy đồng chí Cang là một người có kinh nghiệm rất là cao trong lĩnh vực kỹ thuật. Bên cạnh đó thì trong công tác tham mưu kỹ thuật của anh cũng rất là giỏi. Thì anh đã hướng dẫn, giúp đỡ và làm rất là nhiều công việc mà anh làm một cách âm thầm lặng lẽ. Từ đó là đem lại kết quả cho đơn vị rất là nhiều. Những bài học của những ngày mới vào nghề, những kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn công tác đã và đang được Nguyễn Trung Cang truyền đạt cho thế hệ đi sau. Với người cán bộ năng động, giàu nhiệt huyết này, con đường sáng tạo của những người lính thợ là sự tiếp nối và không có điểm dừng. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa tổ chức lễ trao quyết định thăng quân hàm và nâng lương đại tá cho 65 sĩ quan cao cấp thuộc các cơ quan đơn vị trong toàn quân khu. Trong số 65 sĩ quan được Bộ Quốc phòng ký quyết định thăng quân hàm và nâng lương lần này, có 35 đồng chí được thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá, 30 đồng chí đại tá được nâng lương. Đây là sự ghi nhận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đối với quá trình cống hiến phấn đấu của mỗi sĩ quan. Chính vì vậy, mỗi cán bộ càng nhận thức sâu sắc vị trí vai trò nhiệm vụ của mình để tiếp tục phấn đấu, cống hiến, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu ngày càng vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Quân khu 5 đã tổ chức các đoàn đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện xây dựng chính quy tại các địa phương, đơn vị. Qua thực tế kiểm tra các nội dung về kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật, các bài bắn chuyên ngành tại tiểu đoàn trinh sát 32 Bộ Tham mưu Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Long Cán, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu đã biểu dương đơn vị có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật và yêu cầu các đơn vị cần tăng cường huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ chiến đấu viên, đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng nền ép chính quy, rèn luyện kỷ luật, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Qua đó, tăng cường chất lượng và sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk là một huyện biên giới có hệ thống sông suối nhiều. Hàng năm mưa bão đã gây ra nhiều tổn thất về người và tài sản của nhân dân nơi đây. Do vậy, để chủ động đối phó với mùa mưa bão sắp đến, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành của địa phương sẵn sàng đối phó khi có tình huống xấu xảy ra. Nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột gần 70 km, huyện Ea Súp có 9 xã và 1 thị trấn. Dân số gần 70.000 người, là địa bàn hàng năm thường xảy ra ngập lụt, sạt lở và lốc xoáy. Từ đầu năm 2014, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các địa phương kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn luyện cho các lực lượng. Hiện nay trên địa bàn huyện là có 9 cái phương tiện cano để phòng chống lụt bão, như của Ban Chỉ huy Quân sự là 2 chiếc, của Công an huyện là 2 chiếc, của Trung tâm Y tế là 2 chiếc, của Ngân hàng là 1 chiếc, của Trung đoàn 736, 737 mỗi đơn vị là 1 chiếc và Đồn Biên phòng 735 là 1 chiếc. Phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, khi có tình huống thì sử dụng được ngay. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp là trung tâm hiệp đồng với các cơ quan, ban ngành chức năng, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, thống nhất phương án, xử lý tình huống khi bão lũ xảy ra, tổ chức luyện tập cho hơn 100 cán bộ chiến sĩ và các lực lượng xung kích của huyện, nắm chắc các phương châm, phương án trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai. Khi mà em được giao nhiệm vụ cứu dân là em sẽ cố gắng hết sức và hết mình về giúp dân và thoát qua cái cảnh lụt. Xác định phòng chống lụt bão là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang huyện trong mùa mưa bão. Do vậy,
Ban Chỉ huy quân sự huyện Ia Súp đã duy trì nghiêm 100% quân số theo quy định, trực sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra các phương tiện trang bị như áo phao, phao cứu hộ, đèn chiếu sáng và một số phương tiện khác, bảo đảm cho nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn phù hợp với thực tiễn ở địa phương. Thì tôi coi như là lúc nào cũng coi như xác định được cái vai trò chính của mình là cano trưởng, đảm bảo làm sao coi như là trước tiên là phương tiện phải đảm bảo an toàn cho phương tiện, người điều khiển cano và coi như là những người được cứu hộ cứu nạn một cách an toàn nhất. Trên tinh thần xử lý kịp thời các tình huống trong mùa mưa bão, theo phương châm 4 tại chỗ, lực lượng vũ trang huyện Ia Súp đã có nhiều biện pháp đồng bộ, ứng phó khi có tình huống lụt bão, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân do bão lũ xảy ra. Chương mục lực lượng vũ trang quân khu 5 tuần này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.